Ngày hôm qua 23 tháng 2, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh cụ bà 103 tuổi vượt hơn 300 km để về quê dỗ mẹ. Những câu nói của cụ sau đó khiến nhiều người cảm động. Trong đoạn clip, cụ bà lưng còng, mái tóc bạc phơ, sau khi thắp hương trước bàn thờ gia tiên đã di chuyển tới lăng mộ của bố mẹ. Tại đây, cụ bà cầu khấn bố mẹ phù hộ cho con cháu và nói rằng đây có thể là lần cuối về thăm quê do sức khỏe không cho phép. Theo người đăng tải bài viết, dù tuổi cao sức yếu nhưng cụ bà vẫn cố gắng cùng con cháu vượt hơn 300 km về cội nguồn để thắp nén nhang trong ngày giỗ. Một quãng đường như vậy với người trẻ cũng cảm thấy khó khăn. Tình cảm cụ bà dành cho đấng sinh thành và quê hương đã khiến nhiều người không kìm được cảm xúc. Đoạn clip sau khi đăng tải đã nhận được sự quan tâm từ người dùng mạng. Hiện bài viết này vẫn đang tiếp tục được chia sẻ rộng rãi.